keo ạ. Bộ con Toshiba chữ đỏ nha. Đỏ mặt. Đây là gọi là hết bài luôn. Bài có nhìn đúng này. Ok chưa? Tokma L309. Em đang giao là 15 triệu nha, bao ship nha. Bác nào lấy nhanh tay alo cho em nha. Một trong những dòng âm ly hay, ghép những dòng loa Mỹ, loa châu Âu, loa Nhật, tiếng bass tròn chắc gọn, tiếng cực kỳ là chân thật, chính xác. Tuy không lệnh ta nhưng mà cho các bác một cái chất tiếng cực kỳ chính xác, trung thực luôn. Của lời ca sĩ. Series con này là 3309 nha, 3309. Nhìn các bác nhìn từ ốc ác này, hay những cái chiếc kém này, xăng tròn luôn nha. Phần tản nhiệt nó chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha, 250W đánh 2 cầu loa ABA cộng B. Giá 15 bao ship, chuyển con đủ thì bớt 200.000, còn 14.8. Còn cọc tiền các bác cọc khoảng 10% trở lên nha. Em ship hàng và giao hàng tận nơi. Đây có thấy máy đẹp này, lòng lanh cành đào nha, quần thạch sắc cảnh hết. Con này là vô gỗ vàng, rất chi là bắt mắt luôn. Máy tinh nha, nhìn là nhá nhựa luôn. Nó là dòng dây nguồn rời nha các bác, dây nguồn rời nha, dây nguồn rời. Bác nào lấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho em chiếc qua hai số điện thoại trên. Đẹp gọi là thiếu mua sốt. Có thấy chưa? Rồi em mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó. Đây, khi các bác mở ra thì các bác sẽ có một cái nắp này các bác. Đây, nắp bảo vệ của nó này, cái rọ. Em mời các bác cùng xem vẻ đẹp của nó này. Đấy. Những con hàng gọi là cực kỳ tuyển chất lượng nó mới được cái này luôn. Và con mé là mé chất Nhật về nha. Ốc này, 7 màu luôn này. Đấy, sexy này. Tăng phô này các bác. 4 con Toshiba chi đỏ nguyên mộc mạc của nó nha. Cầu loa niêm phong hết này. Keo ạ. 4 con Toshiba chi đỏ nha. Đo mạch công suất, đo mạch công suất này, đo mạch tiền đầu vào. Con này bản 4 cầu điện nha, các bác có thể sử dụng điện 220 bằng cách chuyển cầu nha. Còn nguyên bản nó là điện 100V. Đấy, thì bác nào muốn sở hữu em nó thì liên hệ cho em. Nó mới chát luôn. Con này series là 3309 nha. 3309, series cuối là 3309. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.